đầu làm một cái chuỗi series có tên là Giải mã nghề chơi đinh, để cho các bạn hiểu những cái định nghĩa chính xác nhất về nghề chơi đinh. Chúng ta cần phải có những hoạt động gì trong nghề chơi đinh, chúng ta cần phải có tư duy gì và chúng ta cần phải có kế hoạch như thế nào để có thể sống sót và phát triển, kiếm được tiền trong nghề chơi đinh. Và bắt đầu với cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi từ định nghĩa. Mình quan niệm như thế này này, khi các bạn có một định nghĩa đúng ấy, thì các bạn sẽ có tư duy đúng. Có tư duy đúng rồi mới có hành động đúng, và từ hành động đúng các bạn mới có được một cái kết quả đúng. Ví dụ, nếu như các bạn không biết thế nào là người tốt hay là thế nào là người xấu ấy, thì ngay từ cái định nghĩa mà các bạn không biết rõ mình là người tốt hay người xấu, hay là người tốt là như thế nào và người xấu là như thế nào, thì rõ ràng là mình không có cái hành động đúng của người tốt và mình cũng không có cái hành động đúng của người xấu. Nên là mình cho rằng cái định nghĩa đúng nó rất là quan trọng. Lâu nay chúng ta đi sai hướng là bởi vì chúng ta không có cái định nghĩa đúng cho chơi đinh. Nên là ngay từ buổi đầu tiên này mình muốn các bạn hiểu thật rõ cái định nghĩa của chơi đinh một cách chính xác nó là như thế nào. Ví dụ, chơi đinh với người mới, hoàn toàn trong cái thị trường này, mình nói với các bạn, chơi đinh là cái quá trình, các bạn chỉ cần hiểu đơn giản với người mới nhé. Chơi đinh là cái quá trình lặp đi lặp lại cái sự phân tích xu hướng thị trường của bạn, rồi đưa ra quyết định đúng giữa hai lựa chọn là mua hoặc bán. Đó, cái quá trình đó, quá trình mà các bạn lặp đi lặp lại cái sự phân tích xu hướng của thị trường thì cái đó nó gọi là chơi đinh. Ok, còn với những người cũ thì sao? Với những người đã từng biết đến thị trường rồi thì mình có cái định nghĩa nó sâu sắc hơn, nó thực tế hơn cho các bạn. Những cái định nghĩa này các bạn sẽ thấy là những người mà có trải nghiệm rồi thì các bạn sẽ thấy là những cái định nghĩa này là những gần như nó là giải pháp cho các bạn luôn. Các bạn đã biết về chơi đinh rồi, nghe cái định nghĩa này này. Với những người đã từng biết đến thị trường chơi đinh rồi, các bạn nghe. Chơi đinh là trò chơi lựa chọn cơ hội đẹp. Nó giống như cái việc mà các bạn đi săn sale ấy. Có phải là giá nào cũng mua không? Không, chúng ta chờ đến khi nào giá rẻ mới mua, đúng không ạ? Cơ hội tốt của chúng ta chính là giá rẻ. Nó cũng giống như là con hổ đi săn ấy. Có phải là con mồi nào con hổ nó cũng săn không các bạn? Không. Cái cơ hội đẹp của con hổ là gì? Là xuất hiện một con mồi yếu, nó tốn ít sức thì nó mới lao ra nó bắt. Nó bắt được con, kể cả con báo, con chó sói nó vẫn bắt được mà. Nhưng mà tại vì sao nó không bắt? Là bởi vì cơ hội đó không phải là cơ hội đẹp của con hổ. Thì cái nghề chơi đinh này là cái nghề chúng ta lựa chọn cơ hội đẹp là vì như thế. Hãy như lính bắn tỉa ấy. Lính bắn tỉa dùng 99% thời gian để làm gì ạ? Để chờ đợi cơ hội đẹp nhất. Cơ hội đẹp nhất là cơ hội nó hội tụ đủ đúng, hội tụ đủ cả vị trí, cả hướng gió, cả ánh sáng và đoàn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đã hình dung chưa? Đây chính là cái khái niệm, cái định nghĩa mà nó rất là thực tế của chơi đinh. Mình hy vọng là những cái anh chị em đã tham gia biết đến chơi đinh rồi, các bạn nghe được cái định nghĩa này thì đây cũng chính là cái giải pháp cho các bạn luôn. Đây nó định hình cái hướng đi của các bạn thời gian sắp tới luôn. Ok, trước đây mình kể cho các bạn, trước đây mình khi mà mình giao dịch ấy, khi mà mình thấy một cái cơ hội đẹp nào đó, thường thì mình sẽ gần như mình sẽ tất tay trong cái lệnh đó, mình sẽ all in, hoặc là mình dùng gần như toàn bộ cái số tiền mà mình có trong tài khoản để vào cái lệnh đó, để giao dịch cái lệnh đó. Nhưng sau bao nhiêu lần mất tiền vì cái sự ngu dốt đấy ấy, thì mình nói với các bạn điều này này. Chơi đinh là bài toán của xác suất. Về bản chất, chơi đinh là bài toán của xác suất. Khi mà các bạn hiểu ra bản chất trong cái thị trường này ấy, mọi thứ nó đều chỉ là xác suất thôi. Thì không có một cái trường hợp nào mà nó chắc chắn đúng 100% cả. Không có một cái tín hiệu nào, không có một cái tín hiệu vào lệnh nào ấy mà 10 lệnh nó thắng cả 10 cả. Dù cho các bạn có chuẩn bị kỹ đi thế nào, kỹ như thế nào đi chăng nữa, dù cho các bạn có kiến thức sâu rộng như thế nào đi chăng nữa, dù cho các bạn có được hỗ trợ bởi một cái tổ chức hay là những chuyên gia xịn nhất đi chăng nữa,
thì cũng không có một cái lệnh nào là chắc thắng 100% cả. Nếu mà các bạn hiểu được cái điều này ấy, thì bất cứ một cái lệnh giao dịch nào của các bạn cũng sẽ luôn tính toán đến cái khoản thua lỗ có thể chấp nhận được. Và khi các bạn hiểu được điều này thì trading nó nhẹ nhàng lắm, nó bình an lắm. Thực sự bây giờ đến thời điểm hiện tại thì với mình trading nó là một cái công việc nó rất là nhẹ nhàng đối với mình, bởi vì mình có được, mình hiểu được cái định nghĩa đúng rồi, mình hiểu được cái tư duy đúng rồi, nên là mình hành động nó cũng là hành động đúng và mình có kết quả đúng. Cái điều đó là cái điều mà mình nói với các bạn ngay từ đầu, nó là như vậy đấy các bạn. Ok, và có một câu hỏi nữa rất nhiều người nói với mình, đó là trading có phải là cờ bạc hay không? Trading khác gì cờ bạc đâu. Thì mình nói với các bạn là nếu như ai nói trading là cờ bạc ấy, thì mình nghĩ là cái khả năng mà họ chưa có thành quả trong trading rất là cao. Và mình nghĩ là những cái ai nói câu đó là những người mà họ chưa có thành quả trong trading. Bởi vì sao? Bởi vì cờ bạc ấy, là cái hình thức mà các bạn phải đặt tiền rồi các bạn mới được xem bài. Cờ bạc đó là một cái trò chơi của sự may mắn. Ở cờ bạc ấy, thì cái tỷ lệ thắng của bạn là tỷ lệ 50-50 quyết định tất cả. Các bạn không thể kiểm soát bạn, cái việc mà bạn được chia bài tốt hay bài xấu ấy, các bạn không kiểm soát được cái việc đó. Còn trading thì khác. Với trading ấy, chúng ta được xem bài trước rồi chúng ta mới đặt lệnh. Chúng ta được xem thị trường nó có đẹp hay không, chúng ta mới đặt lệnh. Chẳng có cái sòng bài nào lại cho chúng ta xem bài trước rồi chúng ta mới đặt tiền cả. Khi chơi cờ bạc ấy, chúng ta không có cái quyền lựa chọn là bài đẹp hay là bài xấu, bài tốt hay bài xấu. Nhưng trading thì khác. Với trading ấy thì thị trường, với trading thì thị trường đẹp chúng ta mới vào, còn thị trường xấu thì chúng ta bỏ, chúng ta thoát ra. Với trading ấy thì cái khác biệt giữa trading và cờ bạc nó nằm ở chính cái sự kiểm soát. Với trading, cái quyền quyết định nó nằm hoàn toàn ở trong tay chúng ta. Đó, nên các bạn hãy cảnh giác với những cái người mà nói với các bạn là trading là cờ bạc. Thực ra họ chưa có thành quả trong cái nghề này đâu, nên họ mới có cái nhận định như vậy. Họ đang không hiểu bản chất của bài bạc là như thế nào và bản chất của trading là như thế nào. Họ mới có những câu hỏi như thế. Còn thực chất những cái người mà đã hiểu về bản chất của trading và bản chất cờ bạc như thế nào rồi ấy, thì các bạn đã vừa nghe mình chia sẻ về những cái quan điểm rồi đấy. Các bạn đã hiểu cờ bạc khác trading như thế nào chưa ạ? Đó, hiểu rồi thì chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo. Đó là gì? Mình muốn các bạn hiểu rõ cái mục đích của trading là cái gì. Các bạn hiểu được khái niệm của trading rồi, các bạn có được định nghĩa đúng của trading rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần tiếp theo, đó là gì? Đó là mục đích của trading là cái gì. Chúng ta phải biết cái mục đích của trading là cái gì. Các bạn hãy nhớ này, mục đích của trading, rất nhiều người đến với trading ấy là để kiếm tiền. Nhưng mà mình nói với các bạn, cái đích thực sự của trading ấy, đó là nó là một cái nơi để các bạn học cách bảo vệ tài sản, học cách quan sát và phân tích trước khi ra hành động. Các bạn sẽ học được cách phân bổ vốn để kiểm soát rủi ro. Các bạn sẽ học được cách kiểm soát cảm xúc và làm chủ EQ của các bạn. Kiểm soát cảm xúc chính là chỉ số EQ đấy các bạn, EQ ấy. Các bạn sẽ học được cách lập được chiến lược tổng thể cho công việc của mình. Mình nói cái phần kiểm soát cảm xúc, làm chủ EQ này này, đó là gì? Các bạn nghe cái số liệu đó là 20% người có EQ cao trên thế giới, chỉ có 20% tỷ lệ người thành công ấy là có EQ cao thôi, chỉ số thông minh cao thôi. Còn chỉ số thông minh cảm xúc ấy, chính là EQ này này, thì nó chiếm 80% số người thông minh trên thế giới. Các bạn hiểu là cái chỉ số quản trị cảm xúc này ấy, nó rất là quan trọng. Khi mà các bạn quản trị được cảm xúc ấy, làm chủ được cảm xúc ấy, thì các bạn sẽ điềm đạm hơn, tỉnh táo hơn và dễ kết nối hơn. Những cái điều này là những cái điều rất là quan trọng trong cái sự thành công trong cuộc sống của các bạn.
Mà các bạn hình dung nhé, khi mà các bạn có được tất cả những cái kỹ năng này này, các bạn hình dung xem, các bạn có được hết những cái kỹ năng này thì các bạn mang những kỹ năng này ra ngoài cuộc sống thì như thế nào? Kể các bạn làm kinh doanh, kể các bạn đi làm ăn buôn bán, các bạn thử nghĩ mà xem. Hay là các bạn đầu tư, các bạn thử nghĩ mà xem. Các bạn tin mình đi, nếu như các bạn có được tất thảy những cái kỹ năng này ấy, thì cuộc sống của các bạn nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đây mới chính là mục đích cuối cùng của trading. Mục đích của trading ấy, nó là cái môi trường nhanh nhất để các bạn phát triển bản thân. Bởi vì sao? Bởi vì những ngành nghề khác là dùng sản phẩm, dịch vụ để đổi ra tiền. Nhưng mà với trading thì các trading nó dùng tiền đổi lấy tiền luôn. Cái tốc độ kiếm tiền trong nghề trading ấy, nó nhanh gấp rất nhiều lần so với những ngành nghề khác. Nên đây chính là cái môi trường nhanh nhất để phát triển bản thân. Đây mới chính là cái mục đích cuối cùng của trading các bạn nhé. Chứ không phải vào trading là mục đích chỉ là để kiếm tiền đâu. Mình nói với các bạn đây mới chính là mục đích cuối cùng của trading. Các bạn hãy nhớ rõ cho mình cái mục đích của trading là gì. Hãy nhớ những cái tư duy này, những cái kỹ năng này là những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải học. Khi mà đã học xong trading rồi ấy, mà các bạn có được những kỹ năng này rồi ấy, các bạn thoải mái ra ngoài cuộc sống để các bạn có thể kiếm tiền. Mà mình khẳng định luôn là nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nếu như các bạn có tất thảy những cái kỹ năng này đấy. Các bạn nhớ mục đích của trading cho mình. Ok. Vậy thì khi mà chúng ta vào với trading ấy, làm thế nào để chúng ta biết là chúng ta đã có khả năng đủ để chúng ta kiếm tiền trong trading? Thì sang cái dấu mốc tiếp theo, sang cái ý tiếp theo, đó là dấu mốc tốt nghiệp. Ở đây cái dấu mốc tốt nghiệp nghĩa là khi mà các bạn học xong một cái quá trình, ví dụ các bạn học xong cấp 3 hoặc là học tốt nghiệp, muốn tốt nghiệp đại học chẳng hạn, thì các bạn phải thi qua môn, đúng không ạ? Thi tốt nghiệp, nó gọi là thi tốt nghiệp. Các bạn muốn làm cái nghề gì đó thì các bạn đến cuối cùng thì các bạn vẫn phải thi tốt nghiệp. Vậy thì nó phải có một cái dấu mốc, nó phải có một cái bài thi nào đó để xác nhận là các bạn có đủ khả năng hay không. Vậy thì cái dấu mốc tốt nghiệp ở trong trading ấy, nó là cái gì? Đó là các bạn phải giao dịch đủ 100 lệnh. Giao dịch đủ 100 lệnh và hội tụ đủ 3 yếu tố sau. Giao dịch 100 lệnh và hội tụ đủ 3 yếu tố sau. Thứ nhất, đó là chỉ tập trung vào đúng một tín hiệu duy nhất. 100 lệnh này nó phải gồm 3 yếu tố này nha các bạn. Thứ nhất là phải chỉ là một tín hiệu duy nhất. Thứ hai, nó luôn giới hạn cái mức rủi ro ở mức thấp nhất. Nghĩa là chúng ta tính toán ra cái tỷ lệ RR ấy và cái tỷ lệ rủi ro nó phải nằm ở mức thấp nhất. Chúng ta kiểm soát được cái mức rủi ro đó. Và thứ ba, đó là đảm bảo vẫn giao dịch đúng kỷ luật sau một chuỗi thua lỗ. Nhiều người thấy cả một chuỗi thua lỗ là nghĩ là phương pháp này không ok, phương pháp này không đúng, là ngay lập tức thay đổi cái phương pháp ngay. Không phải. Đây các bạn, khi mà giao dịch xong cả ba cái điều này, khi mà các bạn giao dịch xong 100 lệnh ấy, thì phải hội tụ đủ cả ba yếu tố, cả ba cái điều này, thì đây mới chính là cái dấu mốc tốt nghiệp của các bạn. Thực tế thì làm ba cái điều này nó không khó. Thực tế thì giao dịch 100 lệnh và tuân thủ theo cái điều này nó không khó. Nhưng mà không mấy ai thực hiện được một cách trọn vẹn cả các bạn. Và các bạn hãy nhớ rằng chỉ cần các bạn đảm bảo thực hiện nghiêm túc được cái điều này thôi, thì chỉ trong 100 giao dịch này, tự khắc bản thân của bạn sẽ biết cách làm thế nào để có được lợi nhuận nhất quán trong trading. Các bạn hãy làm đi rồi các bạn sẽ hiểu những điều mà mình ngày hôm nay chia sẻ cho các bạn là cái gì. Các bạn sẽ hiểu được khi mà các bạn đi xong nhất quán 100 tín hiệu giao dịch, sử dụng đúng một tín hiệu duy nhất. Đó chính là cái dấu mốc tốt nghiệp của các bạn. Đó chính là câu trả lời cho cái câu hỏi là các bạn có đủ khả năng để giao dịch, để kiếm tiền, để sống bằng cái nghề trading hay không. Đó là chính là cái dấu mốc tốt nghiệp. Các bạn hãy nhớ điều này. Được chưa? Và cuối cùng, đó là gì? Đó là chúng ta phải có một cái kế hoạch rút lui. Kế hoạch rút lui. Trong trading ấy, các bạn hãy nhớ nhé. Trading nó là một cái nghề. Mà đã là một nghề thì không phải là nó phù hợp với tất cả mọi người. Các bạn hãy nhớ rõ điều đó. Đã là một nghề thì không phải là phù hợp với tất cả mọi người. Nó chỉ phù hợp với một nhóm người nhất định thôi.
Vậy thì khi mà các bạn đã có trải nghiệm trong trading rồi, các bạn đã thử sức trong trading rồi, các bạn đã làm theo đúng lộ trình mà những người đã từng làm thành công trong trading người ta làm được rồi, người ta hướng dẫn lại cho các bạn rồi, mà các bạn không có thành quả nữa ấy, sau 3 tháng các bạn giao dịch mà không có thành quả nữa thì các bạn dừng giao dịch ở trong trading. Trading không phải là nghề của các bạn, không phải là các bạn kém, không thông minh, không phải như thế, mà đơn giản là bởi vì các bạn không phù hợp thôi. Cá bơi dưới nước, đó là tài năng của con cá, nhưng mà con cá lại không nghĩ đó là tài năng của nó. Vậy thì các bạn ở trong thị trường trading này, đơn giản các bạn là một con cá mà trong thị trường này nó là rừng cây, các bạn không phù hợp với cái môi trường này, thế thôi, chứ không phải là các bạn không có khả năng, không phải là các bạn không giỏi, được chưa? Đó chính là những cái điều mà mình muốn nói với các bạn về phần đầu tiên, phần định nghĩa về trading. Trading là gì, mục đích của trading là gì, dấu mốc tốt nghiệp và kế hoạch rút lui trong trading là gì. Các bạn nắm rõ được những điều này, khi mà các bạn nắm rõ được những điều này rồi thì những cái phần sau các bạn mới đi được tiếp. Còn nếu như các bạn phần này các bạn còn không nắm rõ, không hiểu rõ thì phần sau chúng ta không nói chuyện được với nhau.